cậu bé đang giúp bố rút tiền. Không biết cậu mập mã gì mà số dư trong tài khoản tăng lên gấp 10 lần. Còn chị ít ấn thêm vài phát lại tăng lên 10 lần. Ông bố thúc giục cậu bé lên xe nên chỉ đành dừng lại. Chỉ vài phút mà số dư đã nhân lên 1.000 lần. Nếu không phải bị giục thì cậu còn muốn thao tác thêm. Cậu bé chỉ mới 10 tuổi nhưng IQ lại rất cao. Chỉ liếc một phát là đã thuộc bảng đo mắt. EFPTOZ LPED TECFD. Bác sĩ cũng phải cạn lời. Ở trường học cậu nhanh chóng viết đáp án còn nhanh hơn gian lận. Thầy giáo thấy vậy nói không biết cũng không được viết vượt. Kết quả phát hiện đúng hết. Câu cuối còn giải bằng tích phân. Thầy giáo cũng cạn lời thở dài quay người đi. Nhưng bạn có dám tin đứa trẻ thông minh như vậy lại được nhặt từ trên núi về không? Khi được nhận về trại trẻ mồ côi, cậu đã mất trí nhớ. Không nhớ gì hết, chỉ nhớ mình tên Minh. Cặp vợ chồng này kết hôn nhiều năm vẫn chưa có con, vậy nên đã nhận nuôi Minh. Có điều rất nhanh họ đã phát hiện cậu bé quá thông minh. Người đàn ông dạy cậu chơi bóng chày, chỉ nói một lần cậu đã đánh trúng. Chắc là ăn may thôi nhỉ, để tăng độ khó xem. Không ngờ lại đánh xa hơn, ông không dám tin dùng hết sức lực ném bóng. Kết quả quả bóng đập vỡ cửa sổ nhà. Sau vụ đó Minh trở nên nổi tiếng khắp trấn. Hàng xóm đến nhà chơi đều khen vợ chồng họ có một đứa con thông minh, nhưng người phụ nữ lại nói đứa bé này việc gì cũng biết làm. Không cần cô giúp gì nên cô không có cơ hội biểu hiện, như một vật trang trí vậy. Hàng xóm nghĩ cô đang khoe khoang nói nguyện ý dùng con của mình cộng thêm toàn bộ tài sản để đổi lấy đứa bé như vậy. Đứa bé nhà hàng xóm thấy tủi thân nhưng không thể không bội phục IQ của Minh. Hẹn cậu bé đến nhà chơi game, vốn nghĩ điểm của mình đã rất cao rồi nhưng Minh mới chơi lần đầu không những phá vỡ kỷ lục còn thuận lợi qua ải, khiến chị gái cũng muốn có đứa em thông minh như vậy. Trấn tổ chức cuộc thi bóng chày, Minh lần nào cũng đứng nhất. Mọi người đều vui vẻ vì cậu sắp thắng nhưng Minh không biết tại sao mẹ lại không vui. Có lúc ưu tú quá khiến người khác khó đến gần. Cậu bé hàng xóm nhắc nhở cậu nên mắc một vài lỗi lầm nhỏ cho bố mẹ có cơ hội thể hiện. Minh hiểu ra cố ý đánh trượt hẳn ba quả. Ông bố thắc mắc hỏi tại sao thì Minh lại giả vờ giận dỗi. Người mẹ vui vẻ chạy đến dạy dỗ cậu không được như vậy. Minh cũng biết được lỗi sai của mình nên đã xin lỗi mẹ. Từ đó quan hệ của hai mẹ con trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Một hôm một đôi vợ chồng đến tự xưng là bố mẹ ruột của Minh, đến để đưa cậu bé đi. Minh nhớ họ nhưng không nhớ ra là ai. Cặp vợ chồng này có ảnh hồi bé của Minh, mặc dù không nỡ nhưng đứa nhỏ nên về với bố mẹ ruột, mà đứa bé hàng xóm đã khóc hết nước mắt, không nỡ đến tạm biệt. Ba người ngồi máy bay rời đi, Minh đột nhiên hỏi, hai người thật sự là bố mẹ con ư? Cậu bé 10 tuổi đề nghị tự mình lái xe, họ đang bị FBI truy đuổi, cậu bé dựa vào kinh nghiệm chơi game có thể vững vàng vượt xe. Thấy phía trước có chướng ngại vật liền tăng tốc, tưởng xe sắp lật nhưng nhìn kỹ lại thì thấy cậu đang vượt xe như một kỳ tích. Ai dám tin đây là điều mà một cậu bé có thể làm chứ? Thực ra Minh là một người máy, cậu bé đến từ phòng thí nghiệm quân đội. Họ phát hiện Minh lén lút chạy đi chơi, quay lại đã biết suy nghĩ, còn có tình cảm của con người. Họ nghĩ rằng máy móc có vấn đề nên đã quét não cậu bé. Kết quả phát hiện sóng não người máy này y hệt con người. Minh do sợ hãi còn điều khiển ngược lại máy tính. Các tiến sĩ nghĩ đây là một phát minh vĩ đại, nhưng quân đội Mỹ lại không nghĩ vậy. Họ muốn một người máy không có cảm xúc, chỉ biết đánh trận. Bắt tiến sĩ nghiên cứu lại và hạ lệnh ông tiêu hủy Minh. Tiến sĩ biết AI là tương lai của khoa học nên không thể tiêu hủy một cách dễ dàng. Ông gọi hai vợ chồng đến căn cứ nói rõ tình hình, để họ chuẩn bị đón Minh về nhà. Cậu bé hàng xóm nói hóa ra cậu là người máy, bảo sao thông minh như vậy, được gặp lại con thật tốt. Tiến sĩ giả vờ phá hủy Minh, đồng thời xóa hết mọi dữ liệu, nhưng quân đội đã tra ra manh mối, hạ lệnh bắt tiến sĩ. Lúc này tiến sĩ đã đưa Minh rời khỏi đó. Khắp nơi đều có FBI muốn bắt họ. Minh ngồi vào ghế lái nhắc nhở tiến sĩ thắt dây an toàn. Cậu chỉ lái xe trong game mà thể hiện được kỹ thuật lái xe điêu luyện, FBI không đuổi kịp họ. Kỹ thuật thần tốc dọa tiến sĩ hết hồn. Họ ra đến ngoại ô, trên đường có bốt kiểm tra, FBI trực tiếp nổ súng. Mặc dù đã vượt qua nhưng tiến sĩ đã bị thương nặng. Trước khi chết ông nói với Minh nhất định phải nhớ cậu không phải người máy mà là con người. Minh vì chạy trốn khỏi thành phố này đã đột nhập vào quân đội, lợi dụng máy tính mở còi cảnh báo khiến cả căn cứ trở nên hỗn loạn, mà mục đích của Minh là lái máy bay rời đi. Chiếc máy bay tốc độ nhanh nhất gấp 3 máy bay bình thường. Mọi người đều tò mò là ai trộm máy bay trước mắt họ. Chiếc máy bay này một khi khởi hành thì tên lửa cũng không đuổi kịp. Minh vốn dĩ biết lái là vì mấy ngày trước trên đường về hiếu kỳ hỏi cơ trưởng vài câu, chỉ dạy một lần là cậu đã biết tất cả nguyên lý. Giờ đã đến lúc dùng đến. Quân đội đã chuẩn bị sẵn, lắp hệ thống phát nổ trên máy bay. Họ bắt cậu quay đầu trong thời gian chỉ định, nếu không sẽ kích nổ máy bay, nhưng Minh mặc kệ, dùng kẹo cao su che đi camera. Một cậu bé nhai kẹo cao su mà đã sửa xong thiết bị 100 triệu đô. Khi chỉ còn lại mấy giây cuối cùng, Minh khởi động hệ thống nhảy dù, thành công rời khỏi máy bay, vừa hay đến điểm đích. Cậu vui vẻ chạy về phía người nhà và bạn bè đã sớm đợi cậu. Từ đó Minh cũng bắt đầu sống một cuộc sống hạnh phúc.